Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày trên kênh Tin Mới. Hy vọng quý vị sẽ có những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ chương trình. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chi tiết. Bản tin Biển Đông ngày hôm nay, ASEAN tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm trong khu vực. Thưa quý vị và các bạn, cập nhật những diễn biến mới nhất trong khu vực hiện nay được biết sau cuộc họp thượng đỉnh giữa các nước Đông Nam Á. Vào chiều hôm qua tại Phnom Penh, Campuchia đã diễn ra cuộc họp thượng đỉnh ASEAN-Trung Quốc lần thứ 25. Trong đó, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã kêu gọi thắt chặt quan hệ giữa Bắc Kinh với các nước Đông Nam Á. Từ Phnom Penh, đặc phái viên Thanh Phương phát biểu. Trong bài phát biểu mở đầu cuộc họp, Thủ tướng Lý Khắc Cường khẳng định quan hệ mậu dịch giữa Trung Quốc với ASEAN trong thời gian qua đã và đang tiếp tục phát triển, cho dù có đại dịch COVID-19, cho dù tình hình thế giới phức tạp. Có lẽ đây là cách để nhắc khéo các nước Đông Nam Á về vai trò quan trọng của Trung Quốc đối với khối này. Và như để trấn an các nước Đông Nam Á, nhất là các nước có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông. Ông Lý Khắc Cường tuyên bố cả ASEAN lẫn Trung Quốc đều muốn duy trì hòa bình và ổn định ở vùng biển này. Thủ tướng Trung Quốc nhắc lại năm nay là kỷ niệm 20 năm bản tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC. Trung Quốc và ASEAN đang tiếp tục thương lượng để đạt được bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC. Trung Quốc sẽ lưu tâm đến lợi ích tất cả các bên cũng như sẽ tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Về điểm này, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos kêu gọi các lãnh đạo ASEAN nhanh chóng đúc kết bộ quy tắc ứng xử Biển Đông. Tổng thống Philippines nhấn mạnh rằng bộ quy tắc này phải được soạn thảo dựa trên luật pháp quốc tế. Trong cuộc họp với lãnh đạo các nước Đông Nam Á, phía Trung Quốc đã công bố 5 điểm mà Chủ tịch Tập Cận Bình đề nghị nhằm thắt chặt quan hệ giữa Bắc Kinh với ASEAN với cam kết đầu tư tổng cộng 1,5 tỷ đô la cho các dự án phát triển trong 3 năm tới. Theo thông báo của Thủ tướng Hun Sen trên mạng xã hội, điều đầu tiên mà ông Tập Cận Bình đề nghị đó là xây dựng một ngôi nhà hòa bình chung với Trung Quốc, sẵn sàng tăng cường hợp tác với các nước Đông Nam Á về quốc phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và ký hiệp định vùng không vũ khí hạt nhân Đông Nam Á. Theo nhiều nhà quan sát, động thái này của Trung Quốc diễn ra trước khi Tổng thống Joe Biden đến Phnom Penh hôm nay, nỗ lực lôi kéo các nước Đông Nam Á hiện ngày càng khó xử trước cuộc cạnh tranh chiến lược Trung. Thế nhưng, ngay sau động thái này của Trung Quốc, Nhật Bản và các đồng minh cũng không chịu ngồi yên trước cảnh mất đi một đối tác tiềm năng. Theo đó, trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40-41 và các hội nghị cấp cao liên quan, ASEAN cũng có thêm một số cuộc gặp cấp cao với từng đối tác Nhật Bản, Hoa Kỳ và Canada. Tại hội nghị, các lãnh đạo ASEAN và đối tác đã kiểm điểm, đánh giá hợp tác hai bên thời gian qua và trao đổi, đề ra những định hướng phát triển quan hệ ASEAN với các đối tác, đồng thời dành thời gian trao đổi với các vấn đề khu vực và quốc tế từng quan tâm. Các đối tác nhấn mạnh coi trọng quan hệ với ASEAN, cam kết tiếp tục hỗ trợ ASEAN xây dựng cộng đồng và hội nhập khu vực, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và tham gia đóng góp trách nhiệm và xây dựng vào những nỗ lực của ASEAN nhằm ứng phó với hiệu quả các thách thức chung, thúc đẩy xây dựng cấu trúc khu vực rộng mở, bao trùm, minh bạch và đề cao luật pháp quốc tế. Tại hội nghị cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ lần thứ 10, bày tỏ vui mừng gặp lại sau hội nghị cấp cao đặc biệt hồi tháng 5 năm 2022 tại Washington. Lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đánh giá cao tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác với hòa bình, an ninh và phát triển thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. Nhân dịp này, các lãnh đạo ASEAN và Hoa Kỳ đã thông qua tuyên bố chung thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên. Tổng thống Joe Biden khẳng định coi trọng quan hệ với ASEAN, cam kết ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và quan điểm ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mong muốn phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN đẩy mạnh triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hoa Kỳ vừa được thiết lập, mở ra kỷ nguyên mới trong quan hệ hai bên, chung tay cùng ASEAN ứng phó hiệu quả các thách thức chung khu vực và toàn cầu. Nhân dịp này, Tổng thống Biden công bố hỗ trợ thêm 850 triệu đô la Mỹ cho khu vực ASEAN trong năm 2023 nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất và hiệu quả giữa hai bên. ASEAN và Hoa Kỳ hoan nghênh những tiến triển hợp tác tích cực giữa hai bên trong thời gian qua, trong đó có những kết quả đáng khích lệ trong triển khai kế hoạch hành động ASEAN-Hoa Kỳ giai đoạn 2021-2025. Năm 2021, Hoa Kỳ là đối tác thương mại lớn thứ hai và là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI lớn nhất của ASEAN, chiếm 23% trong tổng số FDI vào khu vực. Thời gian tới, ASEAN và Hoa Kỳ nhất trí tiếp tục ưu tiên thúc đẩy phục hồi toàn diện, hướng tới phát triển xanh bền vững, cùng với các nỗ lực duy trì và thúc đẩy trao đổi thương mại, đầu tư ổn định chuỗi cung ứng,
ASEAN cũng mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục nỗ lực nâng cao năng lực y tế, đồng thời mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực mới như ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển cơ sở hạ tầng bền vững, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, hợp tác bền vững, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Tiếp đến là hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 25. Lãnh đạo các nước ASEAN và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hoan nghênh những tiến triển tích cực trong quan hệ ASEAN-Nhật Bản thời gian qua. Hợp tác kinh tế ASEAN-Nhật Bản là một điểm sáng trong nỗ lực phục hồi và phát triển bền vững của khu vực. Năm 2021, Nhật Bản là đối tác thương mại lớn thứ 3 của ASEAN với tổng kim ngạch thương mại đạt 240,2 tỷ đô la Mỹ. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio nhấn mạnh coi trọng mối quan hệ đối tác gần 5 thập kỷ với ASEAN, tái khẳng định ủng hộ đoàn kết vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực cũng như quan điểm ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cam kết tiếp tục tích cực tham gia, đóng góp tích cực hiệu quả vào các cơ chế do ASEAN chủ trì. Hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ vào năm 2023 với khẩu hiệu tình hữu nghị vàng, những cơ hội vàng, ASEAN và Nhật Bản nhất trí phối hợp chặt chẽ tổ chức thành công hội nghị cấp cao kỷ niệm vào tháng 12 năm 2023 tại Tokyo, cùng nhìn lại chặng đường đã đi qua và định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo, tạo thêm xung lực mới cho sự phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. Nhìn về tương lai, ASEAN và Nhật Bản nhất trí tập trung hỗ trợ lẫn nhau, thúc đẩy phục hồi toàn diện, trong đó phục hồi kinh tế là động lực chính, trong khi tiếp tục hỗ trợ nhau kiểm soát đại dịch. Nhật Bản cam kết hỗ trợ ASEAN nâng cao năng lực tự cường y tế, trong đó tiếp tục hỗ trợ trung tâm ASEAN ứng phó với các tình huống y tế công cộng khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi vận hành. ASEAN mong muốn cùng Nhật Bản nỗ lực duy trì và thúc đẩy trao đổi thương mại, đầu tư, ổn định chuỗi sản xuất và cung ứng tại khu vực, triển khai hiệu quả Hiệp ước Đối tác Kinh tế Toàn diện ASEAN-Nhật Bản và Hiệp hội Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực, đồng thời đẩy mạnh hợp tác chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, hợp tác đảm bảo an ninh biển, quản lý thiên tai, giao lưu nhân dân, thanh niên đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng sạch và tăng trưởng xanh. Còn với Canada, được biết hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm ASEAN-Canada, lãnh đạo các nước ASEAN và Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã hoan nghênh những kết quả đáng khích lệ đạt được trong 45 năm đối thoại và hợp tác giữa ASEAN và Canada. Thủ tướng Canada Justin Trudeau khẳng định Canada luôn là đối tác tin cậy trước sau như một của ASEAN, coi trọng quan hệ với ASEAN, nhấn mạnh ASEAN giữ vị trí trung tâm trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Canada sắp công bố và mong muốn nâng cấp quan hệ ASEAN-Canada lên đối tác chiến lược. Hợp tác hai bên thời gian qua, trong đó có hợp tác kinh tế thương mại ghi nhận những tiến triển tích cực. Trong năm 2021, kim ngạch thương mại hai chiều tăng 17,5% và đầu tư của Canada vào ASEAN tăng 4,6%. Hai bên nhất trí triển khai đàm phán Hiệp ước Thương mại Tự do FTA ASEAN-Canada. Các nước ASEAN đánh giá cao Canada đã tích cực hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian vừa qua. Về định hướng phát triển thời gian tới, các lãnh đạo ASEAN và Canada chia sẻ, nhận định còn nhiều tiềm năng để phát triển quan hệ hai bên. Trước mắt, tập trung hỗ trợ lẫn nhau, thúc đẩy phục hồi toàn diện, hướng tới phát triển xanh, bền vững. Theo đó, hai bên nhất trí việc tiếp tục phối hợp kiểm soát và đẩy lùi đại dịch, hỗ trợ nâng cao năng lực tự cường y tế, đẩy mạnh trao đổi thương mại và đầu tư, nỗ lực đàm phán xây dựng FTA ASEAN-Canada, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai bên. Tăng cường hợp tác chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển cơ sở hạ tầng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, quản lý thiên tai, bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, thu hẹp khoảng cách phát triển, qua đó góp phần nâng tầm và phát triển toàn diện quan hệ đối tác ASEAN-Canada trong thời gian tới. Có thể thấy, chỉ qua các hội nghị trên với các quốc gia đối tác đã chứng tỏ được vị thế cũng như vai trò của ASEAN trên chính trường quốc tế. Giữa bối cảnh quốc tế bị bao quanh bởi nhiều căng thẳng cạnh tranh, một khu vực địa chính trị nổi bật như ASEAN sẽ càng bị dòm ngó và để ý nhiều hơn. Chính vì thế, để đưa khu vực lên đà phát triển nhanh chóng cũng như tránh được các căng thẳng xung đột, sẽ yêu cầu một đường lối chính sách phát triển đặc biệt đến từ các giới lãnh đạo, các nước trong khu vực. Trong năm 2023 tới, Indonesia sẽ tiếp bước Campuchia để nắm giữ vai trò chủ tịch mới của ASEAN theo cơ chế luân phiên. Mong rằng dưới sự dẫn dắt của Indonesia cũng như các lãnh đạo khác trong khu vực, ASEAN sẽ ngày càng phát triển và đạt được vị thế cao hơn trong mắt bạn bè quốc tế trên chính trường quốc tế.
Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.